Sáng ngày 16 tháng 6, Công ty Cổ phần Bóng đá Việt Vietfootball, ban tổ chức giải bóng đá 7 người vô địch toàn quốc đã tổ chức buổi lễ ra mắt giải bóng đá 7 người vô địch toàn quốc Bia Sài Gòn Cup 2022. Tiếp nối những thành công đạt được trong 9 năm của HPL và VPL, năm 2022 đánh dấu một cột mốc quan trọng khi giải đấu mùa thứ 3 được mở rộng quy mô tổ chức tại 5 tỉnh thành khu vực thuộc thành phố Hà Nội, tỉnh Đắk Lắk, thành phố Nha Trang, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Cần Thơ. Vòng chung kết toàn quốc dự kiến diễn ra tại Hà Nội vào tháng 9 năm 2022. Sau 2 năm bị gián đoạn do tác động của đại dịch Covid-19, giải đã có thể tiếp tục diễn ra với sự ủng hộ, phối hợp từ Tổng cục Thể dục Thể thao, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, các sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. VPL S3 hứa hẹn sẽ là giải đấu lớn hơn và thú vị hơn cho các cầu thủ nghiệp dư tại Việt Nam. Loại hình bóng đá sân 7 sẽ đem đến một sân chơi thật đặc sắc, ấn tượng cho những người yêu bóng đá. Năm nay chúng tôi sẽ mang được cái mô hình bóng đá sân 7 này vào hai cái vùng miền rất mới, đó là miền Tây và đưa được lên Tây Nguyên. Tôi nghĩ đấy là cái điểm mới và nó cho thấy là cái sức sống của loại hình bóng đá này và sức sống của cái sân chơi. Và cái sân chơi này bắt đầu từ một cái sân chơi phong trào dành cho những cầu thủ phủi của khu vực phía Bắc cách đây 9 năm, thì bây giờ chúng tôi đã mang được đi khắp các vùng miền và được đón nhận bởi người chơi, người khán giả. Nghĩ đấy là cái điểm rất là đáng tự hào. Và chúng tôi cảm thấy đấy chính là cái điểm mấu chốt thành công của giải đấu. Chúng tôi cũng chia sẻ lại đó chính là cái lộ trình chúng tôi phát triển từng bước và rất là vui mừng với sự chắp cánh của Bia Sài Gòn. Thì năm nay lần đầu tiên giải đã được mở ra quy mô là 5 tỉnh toàn quốc, và tôi cũng đã chia sẻ lần đầu tiên các cầu thủ đá phong trào sẽ có bảo hiểm, rồi là có cả đơn vị về y tế thể thao hỗ trợ. Giải đấu có bài hát riêng, nhạc ra sân riêng, dần dần cũng sẽ từng bước một để làm nên cái giải đấu ngày càng hoàn thiện hơn và trở thành một cái niềm đam mê và tự hào chung của anh em bóng đá phong trào. Sự chuyên nghiệp của giải bóng đá 7 người vô địch toàn quốc đang ngày càng được nâng tầm. Thậm chí trong buổi họp báo, giám đốc điều hành câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, ông Nguyễn Tấn Anh còn cho biết, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai cũng đang tính đến việc xin một suất để thi đấu giải này với lực lượng là các cầu thủ trẻ hoặc thậm chí là cả những cầu thủ nổi tiếng như Công Phượng, Tuấn Anh hay Xuân Trường. Năm nay các hệ thống giải đấu của VPL S3 sẽ có lịch thi đấu như sau. Khu vực miền Bắc với HPL S9 sẽ được diễn ra từ ngày 19 tháng 6 đến ngày 4 tháng 9 năm 2022. Khu vực miền Trung KPL S3 diễn ra từ ngày 2 tháng 7 đến ngày 20 tháng 8 năm 2022. Khu vực miền Nam SPL S4 diễn ra từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2022. Khu vực Tây Nguyên DPL S1 diễn ra từ ngày 9 tháng 7 đến ngày 7 tháng 8 năm 2022. Khu vực miền Tây CPL S1 diễn ra từ ngày 17 tháng 7 đến ngày 14 tháng 8 năm 2022. Giải thưởng cho đội vô địch VPL S3 sẽ là 150 triệu đồng cùng cúp vô địch và huy chương.